Xin chào các bạn, mình là Tony và hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nhập môn đồ họa với CorelDRAW X7. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng lại cái công cụ Envelope. Thì mình đã có một cái bài hướng dẫn chung thì mình có nói về công cụ Envelope, tuy nhiên là hôm đó mình chỉ nói sơ sơ thôi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn cái công cụ Envelope này. Thì công dụng chính của nó đó là tùy biến cái hình dạng của những cái test và những cái shape của chúng ta. Thì ở đây cái test mình tạo thì để các bạn hình dung thì có thể thấy là mình muốn tạo những cái hình dạng của cái test theo ý muốn thì không có cách nào khác là chúng ta sẽ sử dụng công cụ Envelope này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo thử một cái test nhé. Rồi tự học Corel. Sau đó chúng ta chọn phông bình thường. Thì mình cũng gợi ý là các bạn sử dụng bộ phông UTM. Rồi các bạn tô màu bình thường, bỏ viền nếu cần. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ Envelope bằng cách là chọn vào công cụ Envelope này. Nó sẽ được ẩn sau cái công cụ Crop Shadow, cho nên các bạn sẽ chọn vào Crop Shadow và sau đó chọn Envelope. Thì sau khi chọn xong thì nó sẽ xuất hiện một cái khung viền và có những cái nốt để chúng ta điều chỉnh cái hình dạng, giống như chúng ta sử dụng shape tool để các bạn chỉnh hình dạng này. Thì các bạn chỉnh như thế nào thì nó sẽ cái chữ nó sẽ đi theo như thế. Các bạn có thể add hoặc là delete nốt tùy thích các bạn. Rồi chúng ta chỉnh một cách rất tự do và theo ý thích của chúng ta. Chúng ta có thể chỉnh rất tự do. Rồi add nốt tùy ý. Rồi sau khi dính xong thì các bạn thấy là cái chữ nó đã có những cái sự cách điều nhất định. Và một phần nữa là các bạn phải chọn phông. Còn nếu các bạn muốn giãn cái chữ này ra thì các bạn có thể vào test tool để các bạn chỉnh. Hoặc vào ra shape này luôn, các bạn kéo này ra. Rồi. Rồi. Nếu bạn muốn chỉnh nội dung trong này thì bạn chỉ cần chọn vào test tool và chúng ta chọn vào cái nội dung này thì nó sẽ hiện ra một cái bảng để các bạn chỉnh lại nội dung. Nội dung cho phù hợp. Tại vì nhiều khi chúng ta lỗi. Rồi sau khi chỉnh xong thì nó sẽ bổ sung vào nội dung chúng ta. Rồi. Tiếp theo, nếu bạn muốn lồng cái chữ vào một cái hình dạng nào đó, ví dụ hình ellipse chẳng hạn nè, thì mình sẽ sử dụng cái công cụ Envelope một lần nữa, nhưng chúng ta sẽ sử dụng cái hình dạng có sẵn. Bằng cách là các bạn sẽ nhập vẽ một cái hình dạng có sẵn trước, sau đó chúng ta vẽ cái test chúng ta, đánh cái test chúng ta, ví dụ như là rồi đây là website của mình. Rồi sau đó các bạn có thể chọn kiểu chữ rồi sau đó bạn chọn màu. Rồi sau khi chọn xong thì các bạn mở vào Docker, các bạn vào cái envelope bằng mật chức năng envelope này lên, thì các bạn chọn vào envelope nha. Thì các bạn ở đây có thấy là các bạn chọn lại vertical để cho nó lồng theo cái chiều dọc. Rồi sau đó thì các bạn chọn vào nút này, create form. Vì vậy chúng ta khi sau khi chọn nút này, chúng ta thấy là sẽ có xuất hiện một cái mũi tên và các bạn sẽ click vào cái shape của chúng ta và ngay lập tức chúng ta sẽ thấy một viền bao là cái hình clip. Sau đó chúng ta nhấn apply thì nó sẽ theo hình clip chúng ta. Thì để đảm bảo mà cái chữ này nó đẹp trong cái hình clip này, thì các bạn nên canh cái chữ nó nhỏ hơn cái hình clip này một tí để chúng ta cho đẹp. Rồi sau khi xong thì các bạn vẫn có thể sử dụng công cụ envelope để các bạn tùy chỉnh. Tuy nhiên là nhớ chọn là vertical. Vertical tại vì sau khi chúng ta chọn cái original hoặc beauty thì nó sẽ chuyển cái hình dạng chúng ta rất là khó hiểu, khó coi. Thì hiện tại vertical nó sẽ ra được như thế này. Còn nếu bạn chọn horizontal thì nó sẽ ra khác. Ví dụ nè. Thì tùy theo mục đích sử dụng của các bạn thôi. Đây, ví dụ mình tô lại carbon. Đó đi. Sau đó mình sẽ chọn tiếp vào đây. Chọn này. Đó, mình sẽ chọn, không chọn vertical nữa, mình chọn horizontal. Nó sẽ giãn theo cái chiều ngang. Rồi. Thì thấy rõ ràng là cái shape chúng ta nó như thế này và cái chữ nó chúng ta sẽ biến như thế đó. Rồi. Nếu mà các bạn chọn original thì nó sẽ như thế nào? Thì chúng ta chọn lại cái test chúng ta. Thì sẽ thấy thôi. Rồi các bạn vẫn có to mà bình thường. Các bạn chọn original hoặc beauty thì chúng ta apply nó thì nó sẽ chuyển theo một cái hướng nào đó mình cũng không rõ nữa. Nhưng mà nó sẽ chuyển như thế này thì thường cái này chắc cũng không được sử dụng nhiều đâu. Rồi.
Rồi như vậy thì mình đã hướng dẫn xong cái phần chúng ta sử dụng envelope cho test. Thì cái kiểu test như thế này. Thì sau khi chúng ta sử dụng envelope cho cái test thì các bạn hoàn toàn có thể convert to curl hoặc là các bạn viết tắt là CtrlQ để chúng ta chuyển nó qua cái phần đường nét vẽ để chúng ta thao tác tiếp và chọn cái tùy biến chúng ta. Hoặc là các bạn nhấn CtrlK để tách từng cái này ra. Rồi, thì tiếp theo mình sẽ thử sử dụng một cái shape, import một cái hình đi để chúng ta thử xem coi cái envelope này nó sẽ như thế nào. Các bạn click vào envelope thì rõ ràng là envelope nó trùng với là shape tool, thấy không? Như vậy thì chúng ta sẽ kéo kéo nó thì theo ý của chúng ta thôi. Nó sẽ trùng với shape tool. Rồi, thì chức năng envelope là chủ yếu để dùng cho test. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và video thì do là mình thực hiện cũng chưa có chuẩn bị trước cho nên là có cái chỗ vấp thì các bạn cũng thông cảm. Các bạn hãy truy cập vào thói chuyện.com để chúng ta có nhiều thông tin hơn. Và hãy ủng hộ video của mình bằng cách like hoặc share. Xin cảm ơn.